Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mỹ Hải. Và hôm nay Mỹ Hải lên thăm nhà em Lía và trích một ít tiền của anh Trần Sơn ở bên Canada nhé các bạn nhé. Và Mỹ Hải cũng mua được là 2 thùng mì tôm lên nhà em Lía và một ít cá. Đấy, mua được 2 dây cá hộp để cho em Lía ăn nhé các bạn nhé. Và bây giờ thì là Mỹ Hải xin mời tất cả quý vị và các bạn theo chân Mỹ Hải vào nhà em Lía nhé. Đấy, vì là cái vùng trên Mỹ Hải này hôm nay cũng đang mưa, giờ thì cũng hơi tạnh mưa thôi các bạn ạ. Rộng thế. Mưa ướt đúng không? Đấy. Các vũng nước như này. Đi ơ. Bố có nhà không con? À. Chuẩn bị nấu cơm chưa? Sắp chuẩn bị rồi à? Đấy. À ừ, bác chào con. Con về đâu về? Con về đi chăn dê về á? À thế à? Chăn dê về ướt hết à? Đấy. Đấy, cánh cửa sổ thì hôm nọ thì cũng đã lắp được cho nhà em Đía là như này các bạn ạ. Đấy, thì là bây giờ là không sợ, là mưa gió là không sợ rồi. Đấy, hôm trước lên thì cũng chỉ là có cái tấm đi đô để che thôi. Đấy. Tủ rất là đẹp đúng không? À Lý ơi, cái tủ này là hôm nọ là ai mua lên cho em? Ai mua? Ai? Ali. À, Ali mua cái tủ này lên cho em à? Vâng. À, thế là đẹp rồi. Thế hôm nọ là lúc anh lấy cái thùng gạo, cái thùng xanh như này lên này để em đựng gạo ấy. Thì em đã đựng gạo vào trong này chưa? Có. À, đã đựng gạo trong này đúng không? Mở xem cho nó vào. À, đây, đấy. Thùng bé bé nhỏ nhỏ như này thì mình đựng gạo thì nó sẽ tiện. Vâng. Vâng, vâng, vâng. Và Lý ơi, ấy nay anh lên thì là anh cũng trích cái quà mà của anh Trần Sơn ở bên Canada nhá. Đấy thì là anh cũng mua được 2 thùng mì tôm. Đấy, 2 thùng mì tôm ở đây. Với lại là 2 dây cá hộp. Đấy, 2 dây cá hộp để cho gia đình, để gia đình em ăn dần nhá. Đấy. Tiền này là tiền anh trích cái tiền của anh Trần Sơn ở bên Canada. Thế bây giờ em cảm ơn anh Trần Sơn ạ. Đúng rồi, anh Trần Sơn nhá. Rồi, để gia đình mình ăn dần nhá. Đấy, mình đang đun bếp như này để chuẩn bị làm gì đây em? Chuẩn bị làm nấu cơm. À, chuẩn bị nấu cơm, bây giờ nó cũng chiều tối rồi. Hơn 5 giờ rồi thì nấu được rồi, còn gì nữa. Đấy. Đấy, còn cái củi này là vừa đến lấy về à? Vừa lấy về. À, cái củi này ai lấy về? Em đi sang về chú già để lấy thuốc, nó cho không bố. Em sang đâu? Chú già. À, chỗ em già. À, em đi lấy thuốc xong là cho em ấy cho em một bó à? À, thế là tốt rồi. Cứ có nhiều người cho mình như thế là mình cũng cảm ơn người ta nhá. Đấy. Rồi rồi. Đấy, nhà cửa bây giờ là còn những cái tải này là tải gì? Quần áo thì là bây giờ là hôm nọ là Ali đã mua cho em cái tủ kia rồi. Em đầy hết rồi. Trong này cũng đầy hết rồi á? Thế là quần áo gì? Có tủ thì mình phải treo mà. Và ơi. Cháu vào đây xem nào. Mình có tủ rồi thì mình đừng có treo vào đây nữa chứ, đúng không? Mình cho hết vào tủ thì nó sẽ gọn. Đúng chưa? Đấy. Nó đã không có con gì. Quần áo linh tinh thôi. Quần áo linh tinh thôi à? Ừ. À. Nó tải rồi, có thể đúng cậu. Linh tinh thôi à? Vâng. Nếu linh tinh thì có dùng đến hay không? Không dùng đến thì cho bà nấu. Đấy, nếu không dùng đến thì những cái bộ quần áo này mà mình không dùng đến thì mình bỏ đi. Nếu mà còn dùng đến thì là mình giặt cho sạch sẽ vào. Nhá. Đấy, còn những cái túi bóng này thì ôi dồi ôi, bụi bẩn hết rồi, bỏ đi chứ. Đừng có đốt nhựa vào trong gia đình con ạ. Bố con đã bị bệnh như thế, đừng có đốt nhựa vào đấy. Nếu mình có đốt dây bóng như thế là mình đốt ở ngoài. Đây, cái dây thép này làm sao nào cút lên gác này, để nó để đây. Rồi, những cái dây thép này này, cho lên vào một cái góc nào để cho gọn. Đấy, nhà cửa bây giờ là cũng gọn gàng hết rồi đúng không? Đấy. Đấy, với lại là xem mở tủ ra anh xem xem nào. Anh xem xem là cái tủ này là đã đựng hết chưa? Làm gì đã đấy, mình gấp gọn vào là được mà. Xem còn ngăn lên trong này là có gì không? Không đấy.
không có cái gì. Đâu, có gì không? À, không có gì. Đấy, mình phải gấp gọn vào, mở hẳn, hẳn cả ngăn bên này xem nào. Làm gì đã đầy em? Bên này không có gì đâu này. Đấy, bên này đã có gì đâu mà em bảo đầy. Cho nó để cái hộp giấy, bỏ cái hộp giấy này ra, thế còn nó áp treo thì nó mới rộng rãi được. Hộp giấy trong đấy là hộp giấy gì em? Hộp không. Đấy, nếu có quần áo thì móc lên chứ, đúng không? Đấy, thế mà em đã bảo đầy, làm gì đã đầy đâu mà đầy, đúng không? Em cứ móc treo quần áo lên thì là mình bỏ những cái hộp giấy ra thì gia đình nhà mình sẽ gọn ngay. Ôi dồi ôi, đấy, lại để những cái túi bao gạo à? Ôi dồi, lại để những cái bao gạo vào trong tủ làm cái gì em? Những cái tủ là tủ đựng quần áo mình thôi em ơi, nhá, đừng để như thế. Vì là đã sợ là mình là không có tủ đựng quần áo để không gọn rồi thì là các bác, các anh thì mới mua tủ lên cho em như thế này ấy, thì là em phải để quần áo vào tủ chứ. Trong này là cái gì đây? Ôi dồi, toàn những cái giấy tờ gì đây thôi. Đây này, trong này có cái gì đâu? Giấy này, giấy linh tinh thôi. Đây, em bỏ những cái hộp ra đi. Để anh bảo, anh chỉ cho. Những cái móc hôm nọ là anh mua lên đâu hết rồi? Đây này, những cái quần áo này là quần áo sạch này và mang vào treo vào trong tủ cho các em để rồi là các em biết ngay mà chỉ cần một lần thôi là các em biết rồi. Đấy, treo vào tủ hết thì cực gọn luôn. Thì nhà mình là cực sáng sủa, đúng không? Nó rộng, thoải mái luôn. Tủ là tủ đựng quần áo mà em. Có nghĩa là cũng chưa ai hướng dẫn là để gọi là tủ đựng quần áo là cho riêng quần áo vào trong đúng không? À. Mình phải gấp gọn vào chứ, đúng không? Thế đấy, bây giờ là em nhìn cái khu, bây giờ là vào nhà em nhìn cái khu như bên này này, có phải gọn gàng và sạch sẽ không? Đúng chưa? Cứ treo. Vì là mình đã có tủ rồi. Ở trong này là cái gì? Những cái quần áo vẫn đây. Những cái quần áo này đấy, để cho các cháu ấy, để vào mùa đông này này. Đi thả dê cũng được, khoác vào. Những cái quần áo này để cho cháu nhỏ mặc được mà, đúng không? Mình đi thả dê mình mặc vào, khoác vào. Ấy vẫn thiếu, nếu thế thì đấy, và lấy móc kia, móc đi. Cứ móc xong rồi treo lên. Để cả những cái thùng hộp giấy này vào trong tủ làm gì, đúng không? Móc của bố riêng mà của các con riêng sang bên này đi, để các con dễ tìm. Đúng rồi. Hãy móc lên. Đủ chưa? Nếu không thì vào gấp đi, vào gấp hộ em ấy. Đấy, gấp vào. Gấp gọn vào xong là mình để dưới cái ngăn kia kìa. Đấy, bây giờ hiện tại là mình chưa đủ móc đúng không? Vẫn thiếu móc đúng không? Mà làm gì thiếu, hôm nọ là anh mua 20 cái móc cơ mà. Đếm sơ sơ qua 2, 4, 6, 8, 10, hơn chục cái thôi. Làm gì hết, hôm nọ là anh mua 20 cái. Thế để phơi đâu rồi? Anh nhớ là anh mua 20 cái móc mới nhưng mà. Đấy, những cái thùng này em cứ để vào tủ làm cái gì đúng không? Và xem là những cái tờ giấy này là có ảnh hưởng gì không? À, hướng dẫn ấy thôi. Là hướng dẫn là máy nóng lạnh. Năng lượng. Năng lượng mặt trời. Những cái đấy bỏ đi. Những cái đấy không phải giấy quan trọng gì đâu. Đúng không? Trói vào đây để nhóm. Em đúng rồi, để nhóm bếp được. Em lại để cả cái tủ này, cái thùng giấy đấy vào tủ thì làm sao mà ra được. Em nhìn thấy nó vào như này, mình xếp như này có gọn không? Cực gọn luôn. Với lại là cả trong này này là cái gì đây? Trên giường trong cái kìa Lý ơi. Ở trong kia kìa là cái gì? Lại quần áo rồi, quần áo mang vào đây, gấp cho vào đây hết. Mình vẫn còn hai ngăn đây mà em, đúng không? Đấy, bỏ ra xong rồi gấp vào trong này. Để cái giường mình ngủ cho nó thoáng, nó rộng, đúng không? À, cái quần áo này là cái quần áo mà hôm nọ là em cũng chưa không bỏ ra mặt, đúng không? Thế thì cho hẳn nó vào đây này. Đúng rồi, nếu đang gấp gọn như thế là cho vào đấy. Không phải bỏ ra làm gì. Đúng rồi. Ấy, ở trong cái bao tải kia kìa. Ô, để cả cái bao tải lên giường mình ngủ thì làm sao được em.
đấy, và bỏ ra xong là hộ em gấp gọn đi. Đấy, ui dồi ôi, bao tải áo mưa cứ để lên trên giường hết như này em ơi. Bây giờ mình sắp cho em một lần như này là mai là gọn ngay mà. Đấy, lại còn để túi bóng vào trong 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 túi làm gì? Xong là để ngay đầu giường mình ngủ. Đấy, những cái khăn đấy là của nhà em thì là làm để à, khăn này khăn của vợ đúng không? Ngày trước à? Đấy, để làm kỷ niệm. Đấy, cất gọn vào. Đấy, gấp gọn vào như thế. Bây giờ là trước mắt là cũng chưa đủ móc đúng không? Được rồi, chưa đủ móc thì anh không mua móc lên cho. Thì hôm nay là mình cứ để gấp gọn như thế đó. Để trên cái giường em ngủ trên này này. Cho nó gọn. Đấy, như cái áo đấy là áo tà phủ, áo dân tộc mình đúng không? Rồi, đấy, áo đấy thì em cứ để gấp gọn vào trong đấy. Đấy chưa? Em cứ để ra đầu giường như thế chưa? Những cái này mốc thì là để ra chậu. Để ra chậu xong là mai giặt. Thấy chưa? Ôi dồi ôi, đổ ra toàn rác như này. Ôi, lại còn vỏ mì tôm, bu gì. Đúng không? Đây này, mì tôm, bu gì, khóa cú, khẩu trang, zip đánh răng, dây điện. Tống vào hết như này làm sao mà được em? Gấp lần này là chắc chắn là lần này là lần cuối cùng mà cực kỳ là gọn luôn. Vì là đã có tủ đẹp rồi thì mình phải để vào đây chứ em. Nhá. Mua tủ vào xong là cứ để các thùng giấy vào trong tủ làm sao mà được. Tủ là tủ đựng quần áo, xếp cho gọn. Đấy cháu trả. Con lớn thì là con lấy một cái khăn gì con phủi trên cái giường của bố con đi. Bây giờ bụi hết như này rồi, đúng không? Đấy, em cho vào tủ hết như này nhá. Thì em nhìn xung quanh nhà em này. Thấy chưa? Bây giờ em cứ thử nhìn xung quanh nhà em xem. Bây giờ vào như này là nó gọn gàng hết. Đâu nó ra đấy rồi. Còn cái bao này là bao gì nữa hả Lý? Bao gạo á? Bao gạo thì nếu có thùng rồi. Đây, hôm nọ Ali cũng mua được cái thùng kia. Nếu chưa ăn đến thì em cho vào thùng kia cho gọn đi. Và bê vào đấy. Ôi dồi ôi, chưa ăn đến thì em đã có những cái thùng đựng gạo rồi. Thì là em cố gắng là em để xem nào, nếu ăn không kịp như thế có phải mốc không? Bỏ ra xem. Mốc không? Không mốc. À, không mốc thì được. Đấy, cho vào cái thùng gạo kia đi. À, có nghĩa là mình đổ là nó lẫn lộn là các loại gạo vào đúng không? Rồi rồi rồi, nếu thế thì để vào thùng đấy cũng được. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Đấy, nếu thế là mỗi thứ là mình để vào như này cũng được mà đấy, đúng không? Thế nó gọn gàng ngay. Còn cái hòm kia là hòm gì? Đựng cái gì? Nó làm trên tất cả con thang này. Hòm đấy là cho lên cái nóc tủ trên. Nóc tủ là cho lên cái này cũng được. Cho lên gác đấy á, à? Lấy gác đấy để đun bếp vào bụi lắm. Thế thì cho lên nóc tủ. Đây đây, em để cho cháu vào bê. Đây đây. Lý ơi, em đấy. Đấy, và để lên nóc tủ trên. Ờ, mình phân chia ra các khu, quần áo ra quần áo, tủ ra tủ, hòm ra hòm thì là mới ra được trò. Em nhìn thấy chưa? Bây giờ gọn chưa? Còn những cái khăn mặt này là không để đây. Đừng có phơi ở trong này. Có dây phơi ở ngoài này không? Có cái thép kia đâu rồi bà ơi? Thấy cháu bỏ cái thép kia đâu rồi?
Khăn mặt đừng treo đấy Lý ơi. Em cứ bỏ ra đi, em bỏ ra xong là anh bảo và sẽ buộc cái dây thép. Còn cái dây thép kia mà. Không ngắn đâu. Có cái khăn mặt kia thì mình buộc một đoạn thôi để treo khăn mặt ra hẳn cái góc ngoài này này. Góc bên này. Ngay đằng cái chỗ góc cửa mình đây này. Đúng không? Đấy. Là được mà. Không tối. Không. Giờ là mình không treo ngoài cửa. Đây đây đây. Nhà em có nhà tắm. Khăn mặt là phải ở trong nhà tắm chứ. Đấy lấy kim đi. Khăn mặt là ở trong nhà tắm chứ sao ai lại đi để đấy. Khăn mặt, xà phòng, dịp đánh răng là mình phải để trong nhà tắm hết. Đủ buộc không? Đấy, nhà tắm của nhà em Lý ấy thì là trong này thì cũng rất là thấp. Đây, Mỹ Hải đứng ở đây thì cũng gần chạm đầu Mỹ Hải rồi. Nhà tắm ở trong này thì là Mỹ Hải sẽ treo các cái khăn mặt của gia đình nhà em Lý ấy thì sẽ cho vào trong này để đỡ phải treo trong nhà. Thì gia đình nhà em Lý ấy thì mới gọn được. Đủ buộc không? Đây đây, vào cái đinh này này. Buộc nó vào đây đi. Buộc vào cột cờ này á? Không. Thằng nào nó chẳng rượu vào đây. Cháu buộc vào hẳn cái đinh ở bên trong này này, có cái đinh ấy. Đúng chưa? Đấy. Cháu buộc vào đấy xong là căng ở trong này nó là xong mà. Đúng không Lía? Đấy, mình cho vào nhà tắm khăn mặt là mình phải cho vào nhà tắm chứ em lại để vào trong nhà. Đấy, gần nhà tắm thì gần bể nước như này. Thì lúc nào đánh răng rửa mặt ấy, hoặc là mình tắm rửa ấy, thì là khăn mặt ở trong này luôn, mình chỉ múc nước vào là mình tắm thôi. Thế là mình rất là tiện luôn. Chứ đừng để trong nhà. Lúc có khách đến chơi với gia đình nhà em ấy, thì thành ra là vào nhà người ta nhìn thấy thoáng và rộng. Cứ bừa bộn mỗi thứ một góc là thành ra là nó nhiều thứ vào là nhà mình nhìn thấy trông chật hẹp, đúng không? Được chưa? Đấy, lấy khăn ra đây Lía. Đấy, em lấy khăn ra đây. Treo vào đấy. Đúng rồi, treo vào đấy được rồi, đúng rồi. Đúng chưa? Đấy, khăn tắm thì phải treo vào đây. Mà mấy cái khăn gia đình nhà em đây thì cũng cũ rồi. Phải không? Nên thay rồi. Có mấy cái? Hai cái thì là bốn người thì là dùng kiểu gì? Ba anh em dùng cái đấy. Em một mình em dùng riêng. Ba anh em dùng chung một cái khăn mặt này á? Vâng. Ôi dồi ôi. Xong là em một mình là em dùng cái khăn to này. Vâng. Khăn này. Còn ba anh em dùng chung cái khăn này. Vâng. Được rồi. Mai anh lên anh khắc mua cho mỗi người là một cái khăn. Vâng. Nhá. Đấy, lần sau là mình để khăn tắm này và khăn rửa mặt này mình phải để vào trong này hết nhá. Vì là mình đã có nhà tắm như này rồi, đúng chưa? Đấy, mình phải để đây, đừng có treo trong nhà. Ôi dồi ôi, khổ thân. Ba người mà ba anh em dùng chung một khăn mặt. Thế để còn zip đánh răng có đủ mỗi người một cái không? Zip đánh răng cũng không đủ mỗi người một cái. Thế là mấy người chung một cái? Ba anh em cũng chung một cái. Ba anh em cũng chung một cái. Thôi đùa. Khăn mặt thì là mỗi người một cái này. Còn zip anh răng là ba anh em chung một cái này, đúng không? Rồi, để mai anh mua cho mỗi người một cái nhá. Đấy, bây giờ là ở còn những cái ghế của mình trong này thôi. Cũng rất là gọn. Còn cái xà phòng giặt kia thì là để ở ngoài kia nốt đi. Cho vào nhà tắm. Cho vào nhà tắm. Những cái thứ đấy là thứ mà mình cần thiết là lúc mình giặt ở ngay bể mà em. Đúng chưa? Bỏ cái hòn gạch kia ra. Cháu trả. Đừng có cho hòn gạch vào nhà làm gì. Cái hòn gạch này trước để làm gì à, em đi á? Để kê cửa. Kê cửa á? Kê làm gì cửa? Kê ra mưa ngoài này gió. Mình có cái chốt cơ mà. Đâu? Chưa có cửa thì mới chốt. Ồ.
chưa có chốt. Thế là mọi khi mình vào đây là mình không để ý cái chốt này á? À, cửa này cũng chưa có chốt á? Ôi giời. Thế thì giờ là cửa sổ là đẹp hơn là cửa chính rồi. Rồi chưa có chốt, mai anh khác mua chốt lên. Còn cái này là mình chỉ bắt vít thôi mà, đúng không? Đúng rồi. Bắt vít thật được à? Bỏ cả cái hòn đá này đi, cháu trả ơi. Đấy, con cũng tập làm dần đi để cho con mới biết làm nhá. Còn những cái ghế này này là ghế gì và bỏ ra cho gia đình em đi. Cái này cho lên gác. Cái sắt đấy là sắt gì mà cho lên gác? Sắt không. À, sắt không à? Đây, thế thì mở cái cánh cửa ra, được rồi, biết cái cánh cửa như thế là được rồi. Mở ra cho sáng. Cái ghế này trước để làm gì đây hả em Lía? Để cho vợ màn trả giá trị. Trước là cái ghế này là để cho vợ vợ em á? Đó. Để làm gì? Em ngồi tờ giá trị. À, mời ngồi xe lanh nhá. À. Cái túi bóng này này và kiểm tra xem có gì trong này. Bỏ ra luôn. Cái đây cái gì? Kiểm tra đã. Chưa kiểm tra đòi bỏ đi rồi. Đây là cái bơm. Thắt lưng, đồ vá của xe máy, à xe đạp. À, đồ vá xe đạp à? Đồ vá xe đạp thì là nếu đồ vá xe đạp sẽ cho lên đây. Đúng rồi. Đấy, đặt ngay đấy. Đấy, đừng để tầm thấp. Tầm thấp là rất là xấu. Bừa bộn. Đây, còn cái chổi đây này. Đúng không? Cái chổi này chổi rửa xe, xe đạp à? Đấy, treo vào đâu đi? Đấy, mang ra ngoài treo cho. Đấy, em nhìn thấy như này là gia đình thì mình gọn chưa? Còn cái ghế đây thì là để mình chưa sử dụng đến cái ghế này thì là để ở vị trí nào được? Tôi ra làm sau cửa phụ kia. Cửa phụ kia là lại ướt cũng được. Vì là nhớ sau này mà gia đình còn dùng bằng cái gì ấy, mình ngồi ấy thì không được. À đây đây đây. Cho xuống chung. Gối lên đây. Gối lên đây. Không phải gối lên đây. Đấy. Gài vào đây. Cho nó có thể. Tô kìa. Chè. Đấy, như cái này gài vào đây. Ôi, vào trong tí đi. Đấy, như chỗ này thì làm sao mà ướt được, đúng không? Đúng rồi, chỗ này không có điều. Đây. Còn cháu trả đâu? Con lấy cái chổi. Con quét ở trong cái khu trong này đi. Đây, khu trong này này. Con quét trong khu trong đi. Con ở nhà thì anh trai của con ấy. Anh cái mà không ở nhà rồi thì là con ở nhà con phải hộ bố là để quét nhà lên như này đấy chứ. Thấy chưa? Dọn đi xong là thấy bây giờ bẩn chưa? Đấy, quét đi. Ui bụi. Cho lấy tí nước vào, lấy tí nước vào. Không phải tiếc rồi. Ấy, nhặt cái đinh đấy mà mai mốt là mình tận dụng mình đóng chuồng bò hay là cái gì đó. Vơi vẩy tí nước vào cho đỡ bụi. Ây à, quét ra đây luôn à? Đâu? À cũng được, vì là cũng gần chỗ này là cũng chuồng, được rồi. Cho vào đấy cũng được. Vì là đất nhà em Lý á các bạn ạ. Vì là cũng có nhiều anh chị ấy cũng bảo là để gọi là làm vườn rộng ra hoặc là chuyển chuồng bò đi, nhưng mà không thể chuyển được. Đất nhà em Lý này đây này các bạn ạ. Chỉ xây quanh xung quanh ở chỗ cái tường rào đá này, xếp rào đá này này. Từ cái chuồng về thôi. Còn nương ở dưới thì lại không phải rồi. Đấy, thế đâm ra là em lại không có vị trí nào mà để gọi là rộng được. Với lại là cái bể nước ở bên kia rất là sát với cái chuồng dê. Mỹ Hải biết rằng là ở như thế thì cũng sẽ rất là mất vệ sinh. Nhưng mà nhà em ấy thì là cũng không thể mà có cái đất nào rộng hơn nữa rồi. Thì cũng như vậy thì là cũng phải chịu thôi, bắt buộc thôi. Đấy, em nhìn thấy bây giờ là gia đình nhà mình thoáng hẳn chưa?
Thế Lý ơi, mải dọn dẹp quá, cũng quên hỏi là thế hôm nay cháu cái đi đâu rồi? Đi hộ người ta làm ruộng. Đi hộ ai làm ruộng? Anh cả. Anh cả. Vâng. À, hôm nay là mưa là tranh thủ đi làm ruộng à? Vâng. À, đi từ sáng à hay là mới đi? Đi hôm qua. À, đi từ hôm qua đó. Vâng. Thế là hôm nay về hay là như nào? Mai mới về. Mai mới về à? Vâng. Ui, làm mấy hôm rồi cơ à? Vâng. Thì giúp anh cả làm ruộng. À, thôi được rồi, cháu thì cũng lớn rồi, cũng biết đi đuổi công thay bố là tốt rồi nhá. Đấy, vì là bây giờ là cũng muộn rồi, bây giờ là 6 giờ kém 15 phút, thì bây giờ các con nấu cơm đi, nấu cơm thay bố. Bây giờ là không có anh cái ở nhà thì là con phải tự nấu cơm chứ, đúng chưa? Nó kia là một con kia. Đấy, nếu con còn ba bốn con thế thì à, con chỉ nấu cái nồi con thôi, đúng không? Đấy, con biết nấu cơm chưa hay là hôm nọ là anh cái nấu cho? À, cũng biết nấu rồi à? Thế được. Con rửa tay chưa mà con vo gạo thế? Con rửa đó. À. Sao hôm nọ là anh cấy nhà con ấy là vo gạo là lại phải cho vào một cái chậu riêng mà. Thế là con vo là con lại vo trực tiếp như này luôn đúng không? À, anh cái là vo một kiểu mà em thì lại vo một kiểu. Thế là còn lía em là em vo kiểu gì? Cũng vo chứ. Vâng. Vo vào chậu giống như cái làm đúng Vâng. không? Rồi rồi Vâng. rồi. Vâng. Đúng kiểu người canh. À, đấy. Và bỏ cái cá hộp ra xong là dạy em liếm mở. Em liếm đã biết mở những cái này chưa? Mở cá hộp này chưa? Em đã ăn cá hộp này chưa? Đây, bật cái nắp này ra. Kéo nó ra, nó đổ ra bắt đầu đun lên. Đúng rồi, vì là hôm qua anh đi chỗ em Lử ấy, ở trong làng trái ấy, em Lử lại không biết, em Lử bảo là cái cá hộp này là coca. Coca Đấy, thôi vào cứ bật ra cho em đi, dạy em một lần để lần sau này em ở nhà thì em khắc tự bật đấy. đấy, thấy chưa? Đấy, mở như thế, cá hộp trong này nhá. Đấy, cá chỗ này đổ, bắt đầu đổ ra nồi nồi bé xem là đun chín lên. Chín thì chín rồi, mình ăn đúng được. Nhưng mà được cái là thôi, tốt nhất là mình cứ đun lại cho nó nóng. Rồi, nhất trí. Ở vùng Mỹ Hải nhé các bạn nhé, thì là đun bếp ấy thì là cũng chỉ là cái cây sa mộc như này thôi, những cái ngọn cây này đun như này thôi. Còn cái bó củi kia là nãy em Lía bảo là em Lía đi xin ở trên nhà em già về. Em Lía đi lấy thuốc xong rồi em già lại nhìn thấy thương thì em già lại cho. Đấy, còn những cái thùng xốp này là lúc đầu thì em Lía lại bảo là cho vào tủ. Mỹ Hải lên thì Mỹ Hải lại phải bắt bỏ đi. Vì là mình đã có tủ rồi thì nhá Lía nhá. Lần sau có những cái gì là quần áo, nhưng mà mình có tủ rồi nhá. Quần áo mình vẫn phải là dạy các con là gấp gọn nhá. Đừng có mà có tủ xong là mình cứ túm vào tùm la tùm lum là không được đâu nhá. Đấy, đấy, chờ các con nấu cơm. Đấy, bây giờ là trời mưa như này là làm sao mà đi hái được rau? Bây giờ là cái của nhà thì ai là người đi hái rau? Có ở nhà thì có mì tôm thì ăn, nấu cái mì tôm luôn. Đấy, thế thì bây giờ là phải phụ thuộc là cái hết. Bây giờ cái của nhà này lại không biết hái rau à? Thế thì cháu chả có biết, con có biết hái rau không? Hả chả? Con có à? Thế thì phải hái rau vào nữa chứ nhá. Cứ không đi hái rau xong là cứ canh mì tôm vào như này thì làm sao mà đảm bảo sức khỏe được em nhá. Cho cái vào. Đúng rồi. Ôi ôi, nồi cái tai bên này đi đâu rồi? Đứt mất. Đứt à? Cái nồi này cũng nhìn cái nồi này mà cũng thấy khổ nhỉ.
Thôi được rồi, cứ tận dụng thế cũng được. Mình cố gắng vì là gia đình nhà mình còn nghèo nhá. Cố gắng, cái gì nữa phải cố gắng. À, hôm nay là con lại thổi bằng mồm như này luôn à? Con lại không lấy cái ống như hôm nọ nữa à? Cái ống hôm nọ đâu rồi? Đây này. Vấn đề không này này, lại không lấy cái ống đấy thổi nữa à? Sao không lấy ống đấy thổi nữa? Hả? Sao không lấy? Bác hỏi dồn như này vào khó trả lời quá phải không? Thế còn em nhỏ đi đâu rồi? À, em nhỏ vẫn đi học chưa về. Còn là cháu Trả là đi thả dê. Nhưng mà mưa như đi thả dê là sao đi thả? Phải đuổi về sớm sớm chứ. Lúc mấy giờ đuổi về rồi? Mưa, à, lúc trời đang mưa là đuổi về à? Ồ. Có cho thả dê con no không hả con? À có à? Để bác thử đi xem nào. À mình có cắt cái cỏ về dự trữ để tối cho nó ăn không hả Lý em? Không. Không à? À. Cho nó ăn đi ăn đúng giờ cũng rất quen. Đúng rồi, phải cho nó ăn đúng giờ cũng đúng mà. Rồi, bây giờ là Mỹ Hải đi xem dê. Nhà em Lý xem là hôm nay là cũng trời mưa ấy. Thì là đâm ra là không biết là dê có ăn no không. Đâu con chó hôm nọ là buộc đi đâu rồi? Chết rồi á? Ôi dồi ôi, ốm như nào mà em không có điện cho anh à? À, thế sao không có điện cho anh lúc ốm ấy? Gọi điện cho anh để anh mang thuốc lên. Nhanh lắm á, vừa lấy thuốc về mà cũng không kịp á. Ờ. À. Các bạn ạ, à, con chó nhà em Lý ấy thì là cũng hôm nọ là em Lý ấy mua về thì cũng đã chết rồi. Rất là tiếc. Hôm nọ là em bảo là con chó đấy là mình mua bao tiền nhỉ? 850. Ôi dồi ôi, phí thế. Đấy, bây giờ là chỉ còn thấy cái nồi cám, cái nồi cơm của chó thôi. Đấy. À, hôm nay trời mưa này em này. Dê vẫn ăn chưa được no này. Mình đã đuổi về sớm quá nhỉ đúng không? Đúng rồi, mưa to quá là nó khác chạy về á? À, thế là cũng biết được đấy đúng không? Đây con này ướt hết rồi này. Chưa khô. Ôi con trong kiểu gì đấy em ơi? Liệu ướt liệu có lạnh nó có ảnh hưởng gì không ấy Vân nhỉ? Không ảnh hưởng gì đâu. Dê này nó khô nó đỡ. Cháu thử đuổi ra xem nào. Đuổi nó ra xem nào. Lấy cái cây hơi đuổi ra xem nào. Nó cứ rù rù hay sao? À, bình thường. À, cũng bình thường được. Lần sau là Lý ơi, lúc mà trời sắp mưa ấy, thì là nhớ là mình tranh thủ tốt nhất là mình cứ đuổi về đi. Xong là mình cắt cái cỏ về dự trữ ấy, mình cắt cho nó ăn tạm, nhá. Đừng có để ướt như vậy. Mai mốt mà nó ướt như này mà nó bị như nào thì lại khổ ra. Lần sau là cứ có cái gì ốm là cứ gọi điện cho anh nhá. Để anh lấy thuốc từ dưới huyện lên cho, nhá. Chuồng đẹp anh nhỉ? Đấy, bây giờ nhà em lấy là... À, cái gian bên này còn chưa lắp được. Chưa có ván. Chưa có ván giải dưới này đúng không? Ồ, dưới này thì chưa có ván. Đấy mà gia đình nhà em Lý đây mà nuôi được hai ba con lợn đây thì đẹp nhé. 2, 4, 6, 7 tấm ván à? 8 tấm. 8 tấm thì giải được cái mặt sàn ở dưới. Thôi được rồi, vào nhà đi. Với lại là cũng muộn rồi. Vào xong là chú cháu mình có khả năng là cũng xin phép về thôi. Trời cũng tối rồi. Thôi Lý ơi, bây giờ là cũng muộn rồi, trời cũng tối rồi. Thì đâm ra là anh cũng đi về nhá. Đấy. Cháu Trả ơi, bác chào con bác về nhá. Rồi, bác chào con nhá. Chào Tiến nhá. Rồi, chào hai bố con nhá. Rồi. Rồi, bác về nhá.
Về nhá, ăn con ở nhá. Thôi đi, chú cháu về đi. Đây các bạn ạ, sau một thời gian ngắn thì là Mỹ Hải và cháu Mỹ Hải là Mỹ Và lên trích một phần quà nhỏ của anh Trần Sơn ở bên Canada, có gửi cho Mỹ Hải là 5 triệu đồng. Thì là Mỹ Hải cũng trích một phần để gọi là mua ít mì tôm cho gia đình nhà em Lía và mua được ít cá hộp cho nhà em Lía để em Lía mấy bốn bố con nhà em Lía ăn nhé các bạn nhé. Và bây giờ thì là Mỹ Hải là cũng xin phép là cũng ra ngoài huyện luôn. Có lẽ là Mỹ Hải cũng xin kết thúc cái video của Mỹ Hải tại đây nhá.